Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Quốc dân, một cặp loa cực kỳ là đẹp luôn. Và cặp loa này thì là được các bác audiophile rất là ưa chuộng. Đó là cặp loa JBL L100 Century thẳng hàng. Cặp loa này thì là tuyệt đẹp luôn các bác. Đó, em sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn. Đó, về cái thùng quách thì không có gì để nói rồi. Cặp loa này thì rất là đẹp này các bác. Đó. Rất là tuyệt vời. Cặp loa siêu đẹp. Đó. Cặp loa JBL L100 Century thẳng hàng này thì là loa được cấu hình có 3 đường tiếng. Vân gỗ thì rất là đẹp nha. Để giới thiệu với các bác. Vâng, cặp loa JBL là 100 Century. Loa Century thì nó có hai đời, một đời thẳng hàng và một đời chéo. Đó, con này thì loa thẳng hàng, loa 3 đường tiếng, loa sử dụng một bát 30 cm màng màng giấy và bên trên phủ thêm một cái lớp bả sơn rất là đẹp, nguyên mộc nha, nguyên mộc. Và loa sử dụng gân gân vải xếp rất là mềm mại. Các bác nhìn nào, cái loa nguyên mộc này. Cặp loa này thì xứng đáng để sưu tầm. Đó, dòng loa là 100 Century này thì ở cái phân khúc thì được các audiophile rất là ưa chuộng và được cho một cái tên rất là thân thương, rất là gần gũi, đó là cặp loa Quốc dân. Đó. Các bác nhìn nào, rất là tuyệt vời. Và loa sử dụng một bát 30 cm, củ loa là 123A-1, và loa sử dụng một mic, và dòng loa này là loa full Nanico hết các bác, full Nanico. Con này series của nó là cách nhau 3 số 2273 và 2270, cách nhau 3 số. Đó. Đó. Và dòng này là một mic, một chép giấy. Tất cả là ba driver này đều là sử dụng của Anico. Và dòng này sử dụng một cái lỗ thông hơi phía đằng trước nên là có cái việc kê kích rất là thuận tiện luôn. Và đây là loa bên dưới. Đó, các bác nhìn không? Rất là tuyệt vời. Loa Century, 100 Century thì rất là đẹp, và bên em có đầy đủ cả loa chéo lẫn loa thẳng. Và cặp loa là 100 Century thẳng hàng này em đang giao lưu với các bác là giá là đi 35 triệu. Giá này rất là hợp lý cho các bác. Con này vân rất đẹp này. Phía sau cặp loa là 100 Century này là cầu loa đã thay các bác nhá, cầu loa đã thay, cầu di nó thì rất là khó cắm khi mình sử dụng cái loại dây bắp chuối. Đó. Và cái dây cầm cua thì rất là khó, vì khi mình đã thay này thì nó sẽ càng tốt thôi, bởi vì là khi mình thay đây thì cái những cọc loa chất lượng cao thì nó cái phần tiếp xúc nó sẽ càng tốt, nên là cái chất lượng âm thanh nó truyền dẫn sẽ tốt hơn. Và con này đầy đủ căng ghét rất là đẹp, và em không những cặp loa thì em luôn luôn mở sẵn này, thì căng thì em sẽ không quay cho các bác, thì căng thì đẹp đẹp zin hết các bác, nên các bác yên tâm. Và video clip đến đây em xin dừng, và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.